Người dân ở các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro biểu tình đòi chính phủ đầu tư vào giáo dục và y tế. Tin từ Rio de Janeiro, hàng trăm người từ hai khu ổ chuột nổi tiếng của thành phố Rio de Janeiro đã xuống đường trong đêm hôm qua đòi cung cấp dịch vụ xã hội tốt hơn, trong đó có đầu tư vào giáo dục và y tế. Cuộc biểu tình hòa bình gồm những người sống trong khu ổ chuột Rocinha và Vidigal nằm cạnh khu giàu có nhất của thành phố như Leblon và các bãi biển nổi tiếng của khu Ipanema. Đây là cuộc biểu tình mới nhất sau một loạt các cuộc biểu tình chống tham nhũng, dịch vụ xã hội nghèo nàn và việc chi hàng tỷ Mỹ Kim để chuẩn bị tổ chức World Cup vào năm tới. Một người mang mặt nạ Bộ trưởng Tư pháp Brazil nói họ phải trả tiền lại cho người dân, đầu tư vào giáo dục, y tế, bữa ăn và giải trí. Khu Rocinha là khu ổ chuột lớn nhất ở Rio, đã được cảnh sát và lực lượng an ninh kiểm soát từ tháng 11 năm 2011. Khu Vidigal cũng được bình định và đã trở thành khu thu hút du khách, tổ chức tiệc tùng cho người ngoại quốc và những người giới trung lưu địa phương, đang phát triển rất nhiều phòng trọ. Việc bình định các khu ổ chuột là một trong những chương trình quan trọng nhất trong việc chuẩn bị tổ chức World Cup vào năm 2014 và Thế vận hội Olympic 2016 của thành phố Rio de Janeiro. Khu Rocinha là nơi có khoảng 100.000 người đang sống và được coi là trung tâm phân phối ma túy chính của thành phố Rio, lớn và hàng thứ nhì của Brazil.